Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương là chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại hưởng ứng triển khai rộng khắp trên địa bàn từ tháng 11 năm 2021 nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Chương trình nhận được sự chung tay của toàn xã hội, góp phần xoa dịu nỗi đau, làm điểm tựa vững chắc, giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi tự tin vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường hướng tới tương lai. Với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, thời gian qua, những người mẹ đỡ đầu của các cấp hội phụ nữ huyện Bình Đại đã rà soát, lập danh sách hỗ trợ trực tiếp kinh phí, vật phẩm hàng tháng, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để nối dài vòng tay, chia sẻ yêu thương, ổn định tâm lý cho trẻ. Sau hơn 7 tháng triển khai, hiện chương trình đã nhận đỡ đầu cho 47 trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Nhìn chung các em được nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ thì các em đã từng bước hòa nhập được cộng đồng và cố gắng vươn lên, tự tin hơn trong cuộc sống và phấn đấu học thật giỏi để sau này trở thành con ăn trò giỏi và người có ích cho xã hội. Xã Long Qua, địa phương được huyện hội chọn làm điểm triển khai thực hiện chương trình. Hiện hầu hết trẻ em mồ côi nhận đỡ đầu đều chăm ngoan học giỏi và tự tin trong cuộc sống. Xã có 4 trẻ mồ côi có cha mất do dịch COVID-19. Hội đã vận động hỗ trợ cho các em được trên 50 triệu đồng, gồm tiền mặt, học phẩm, học bổng. Hai chị em Nguyễn Thị Phương Thùy 13 tuổi và Nguyễn Thị Phương Vi 9 tuổi không may vì cha mất do nhiễm COVID-19 khi đi làm ăn xa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện mẹ hai em phải đi làm thuê xa nhà, hai chị em sống với ông bà nội. Hai chị em ngoài thời gian học tập ở trường còn giúp ông bà nội việc nhà và điều học rất tốt. Trước hoàn cảnh khó khăn này, Hội Phụ nữ xã đã nhận đỡ đầu cho hai chị em. Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng và dụng cụ học tập, hội đã vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho hai em. Con cảm ơn mấy cô đã hỗ trợ cho con. Con cố gắng học giỏi để không phụ lòng các cô. Hoàn cảnh cũng khó khăn. Giờ còn mình mẹ nó lo thì không có đủ. Rồi ông nội 60 mấy tuổi mà còn bằng thêm, nặng về phụ vô. Hoàn cảnh hai chị em Hồ Nhật Vi 9 tuổi và Hồ Nhật Duy 8 tuổi cũng thuộc diện hộ cận nghèo. Cha của hai em mất do nhiễm COVID-19 khi đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì khó khăn nên mẹ hai em phải chạy dại buôn bán nhiều nơi. Vi và Duy phải tự lo mọi việc ăn uống, sinh hoạt, học tập hàng ngày. Sự hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần từ chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã giúp cuộc sống của hai chị em tốt hơn và đông đầy yêu thương. Nhờ mấy cái nhà hỗ trợ lâu lâu cho xuống cho, hay là mấy cô ở bên xã cũng lâu lâu cũng cho mình cái một ít mình trang trải thì cũng vui. Nói chung là của lòng nhiều mà cho rất là mừng, thật sự rất là mừng luôn. Trên địa bàn Long Hòa thì cũng có bốn em bị ảnh hưởng do Covid, thì rơi vào trường hợp là hai hộ gia đình thì có cha mất do ảnh hưởng Covid, thì hai hộ này cũng rất là khó khăn. Thì vừa qua thì cũng kết nối anh Thường Quân thì cũng thực hiện chương trình này, thì cũng hỗ trợ đến nay mỗi hộ gia đình thì cũng trên 20 triệu. Ngoài nhận đỡ đầu hỗ trợ hàng tháng, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện còn tích cực huy động kết nối nhiều tổ chức cá nhân đồng hành để mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, tạo môi trường sống tốt hơn, giúp các em phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho xã hội. Hội Phụ nữ huyện và các xã thị trấn sẽ tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện chăm sóc đối với các em đã nhận đỡ đầu để làm sao giúp các em có cái môi trường phát triển tốt và có những cái định hướng giúp các em trong thời gian tới để các em có cái điều kiện vươn lên, có cái hoàn cảnh thật tốt trong môi trường gia đình và xã hội, giúp các em hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất và góp phần thực hiện thắng lợi cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương phát động. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại thực hiện đã truyền thông điệp về tình người, tinh thần tương thân tương ái, làm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp về hình ảnh người phụ nữ đồng khởi mới, góp phần mang đến niềm vui, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho các em vững tin trong cuộc sống, trưởng thành toàn diện.